Chào mừng các em đến với bài giảng sinh học 8 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu chương 3 tuần hoàn, bài 13 Máu và môi trường trong cơ thể. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu thành phần cấu tạo của máu. Ở phần này sẽ có một thí nghiệm nhỏ. Chúng ta lấy một ống nghiệm đựng 5 ml máu tươi. Sau đó chúng ta cho vào ống nghiệm một ít chất chống đông máu để cho máu không đông lại. Chúng ta sẽ có hai cách làm tiếp theo. Cách thứ nhất, chúng ta để ống nghiệm lắng động tự nhiên sau 3 đến 4 giờ. Cách thứ hai, chúng ta sẽ cho vào máy quay ly tâm và sau 10 đến 15 phút chúng ta sẽ thu được ống nghiệm như ở bên tay phải của chúng ta. Em hãy quan sát hình vẽ 13.1 và mình có nhận xét gì về đặc điểm của máu trong ống nghiệm sau khi để lắng động tự nhiên trong 3 đến 4 giờ. Mình sẽ thấy là máu trong ống nghiệm sẽ chia thành hai phần rõ rệt ha. Phần trên thì lỏng trong suốt, có màu vàng nhạt và chiếm 55% thể tích. Phần dưới đặc quánh đỏ thẫm và chiếm 45% thể tích. Như vậy thì phần trên và phần dưới của ống nghiệm phân biệt nhau ở những điểm nào? Chúng ta sẽ thấy phần trên thì không có chứa tế bào, cho nên mình gọi cái phần màu vàng nhạt đó chính là huyết tương. Còn phần dưới thì gồm những tế bào máu. Và tế bào máu thì sẽ gồm có 3 loại tế bào máu, đó là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào thông tin sách giáo khoa và phần thông tin mà cô vừa mới cung cấp ở các slide trên. Chúng ta cùng làm cho cô một cái bài tập điền các từ thích hợp vào đoạn văn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng sửa cái đoạn văn này xem chúng ta sẽ điền những từ nào nha. Từ thứ nhất cần điền đó là huyết tương. Máu gồm huyết tương và các tế bào máu. Huyết tương ở trên chiếm 55% thể tích, màu vàng. Các tế bào máu ở dưới chiếm 45% thể tích, gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Các bạn có làm đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng xem đáp án và sửa vào trong sách giáo khoa nếu chúng ta làm sai nhé. Bây giờ các bạn sẽ nhìn cho cô cái hình, đây là một cái cấu tạo ở phía bên trong của mạch máu. Thì chúng ta sẽ thấy là trong cái mạch máu thì nó sẽ gồm có máu ha, thành phần của các tế bào máu là bạch cầu nè, tiểu cầu và hồng cầu. Thì trong ba loại tế bào máu này thì chúng ta thấy rõ rằng bạch cầu là cái tế bào có cái kích thước to nhất trong ba loại và tiểu cầu là cái tế bào có cái kích thước nhỏ nhất. Rồi đây là cái bảng liệt kê các loại tế bào và đặc điểm của các tế bào máu. Bây giờ chúng ta hãy dựa vô cái hình ảnh này, chúng ta cho cô biết xem hồng cầu phân biệt với bạch cầu và tiểu cầu ở những đặc điểm nào. Thì chúng ta sẽ thấy hồng cầu là cái hình các tế bào có màu đỏ ở trong hình. Hồng cầu là những tế bào mà có kích thước rất là nhỏ, có màu hồng, dạng hình đĩa và lõm hai mặt. Thì hồng cầu là cái tế bào rất là đặc biệt bởi vì nó không có nhân. Bạch cầu thì là tế bào có kích thước lớn hơn hồng cầu, trong suốt và không có hình dạng nhất định. Còn tiểu cầu là những cái mảnh nhỏ của các tế bào sinh tiểu cầu nó vỡ ra. Vậy thì có mấy loại bạch cầu, đó là những loại nào và đặc điểm của bạch cầu sẽ như thế nào? Câu trả lời là có tất cả 5 loại bạch cầu, bao gồm bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa axit, bạch cầu ưa kiềm, bạch cầu lympho và bạch cầu mono. Hình dạng của các loại bạch cầu như trên hình cô vừa chiếu. Bạch cầu sẽ có đặc điểm là trong suốt, kích thước khá lớn và có nhân. Vậy thành phần cấu tạo của máu sẽ như thế nào?
À, máu sẽ gồm huyết tương 55% và các tế bào máu chiếm 45%. Các tế bào máu thì gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Các em ghi nhận cho cô những cái ý này vào trong tập. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi tìm hiểu ở phần 2, chức năng của huyết tương và hồng cầu. Đây là bảng số 13, thành phần các chất chủ yếu của huyết tương có trong sách giáo khoa. Các em hãy quan sát bảng và nêu cho cô nhận xét về thành phần các chất có trong huyết tương. À, các em sẽ thấy rất là rõ, huyết tương là thành phần lỏng có trong máu và dựa vào cái bảng thì mình sẽ thấy được là trong huyết tương có tới 90% là nước và 10% là những chất khác, bao gồm chất dinh dưỡng, các chất cần thiết, các loại muối khoáng và các chất thải của tế bào. Bây giờ chúng ta sẽ tự trả lời dùm cho cô hai câu hỏi có trong sách giáo khoa. Câu hỏi thứ nhất, khi cơ thể bị mất nước nhiều, như là bị tiêu chảy, khi lao động nặng ra nhiều mồ hôi, thì máu có thể lưu thông dễ dàng trong mạch không và vì sao? Câu hỏi thứ hai, vì sao máu từ phổi đến tim và đến các tế bào thì có màu đỏ tươi, trong khi máu di chuyển ngược lại từ tế bào đến tim về phổi lại có màu đỏ thẫm? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời cho hai câu hỏi này nhé. À, câu hỏi thứ nhất, khi bị mất nước nhiều thì máu có lưu thông dễ dàng trong mạch hay không? Thì chắc chắn máu sẽ khó lưu thông trong mạch. À, bởi vì nước chiếm 90% trong huyết tương, cho nên khi mà nước nó bị mất đi thì máu sẽ đặc lại. Vậy với thành phần trong các chất trong huyết tương thì có gợi ý gì về chức năng của nó? À, các em sẽ thấy rất là rõ, huyết tương duy trì máu ở trạng thái lỏng và vận chuyển các chất chất ở trong cơ thể, nhờ trong huyết tương nó có tới 90% là nước. Câu hỏi thứ hai, máu từ phổi đến tim đến các tế bào có màu đỏ tươi là bởi vì trong cái máu nó có huyết sắc tố kết hợp với oxy thì nó sẽ có màu đỏ tươi. À, và ngược lại, huyết sắc tố khi kết hợp với khí CO2 sẽ cho ra màu đỏ thẫm. Vậy thì dựa vào đặc điểm này thì chúng ta có thể nêu chức năng của hồng cầu là gì? À, hồng cầu có chức năng là vận chuyển những cái khí đặc biệt như là CO2 và O2 nhờ có HB hay còn gọi là huyết sắc tố, tiếng Anh gọi là hemoglobin. Và hồng cầu có màu đỏ chính là do cái màu của huyết sắc tố hemoglobin. Vậy thì theo em, đặc điểm nào của hồng cầu sẽ giúp cho hồng cầu thực hiện tốt chức năng trên? Chúng ta sẽ cùng làm một cái bài tập nhỏ với cô, nối hai cột lại sao cho ý thật chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sửa xem là đáp án như thế nào nhé. Hồng cầu sẽ có hai đặc điểm là không có nhân cũng như lõm hai mặt. Điều đó giúp cho hồng cầu tăng diện tích tiếp xúc với chất khí. Hai đặc điểm kích thước nhỏ và số lượng rất nhiều ở hồng cầu sẽ giúp cho hồng cầu tăng kết hợp của HB với oxy. Và hai đặc điểm không có nhân cũng như kích thước nhỏ sẽ giúp cho hồng cầu di chuyển nhanh trong mạch máu. Rồi, bây giờ chúng ta cùng ghi nhận cái chức năng của huyết tương và hồng cầu. Các em ghi hai đặc điểm này vào trong tập giúp cô nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phần hai la mã, môi trường trong của. Các em hãy quan sát hình và cho biết môi trường trong cơ thể gồm những thành phần nào. À, các em sẽ thấy là môi trường trong cơ thể của chúng ta gồm có mao mạch máu, mao mạch bạch huyết và nước mô. Bây giờ các em sẽ quan sát cái đặc điểm được đánh dấu trên hình, đó chính là các mao mạch máu đỏ. Khi máu chảy tới các cái mao mạch thì lúc này huyết tương sẽ thấm qua thành của các cái mao mạch máu và chảy vào khe hở của các tế bào sẽ tạo thành nước mô. Nước mô là những thành phần có màu vàng vàng á, các em sẽ thấy ha, nước mô sau khi trao đổi chất với tế bào nó sẽ thấm qua thành mạch bạch huyết và tạo thành bạch huyết.
Sau đó thì bạch huyết nó sẽ lưu thông trong mạch bạch huyết rồi đổ trở về tĩnh mạch máu đỏ và hòa lẫn chung với máu đỏ. Vậy thì máu, nước mô và bạch huyết có quan hệ với nhau và với tế bào như thế nào? Đầu tiên các em sẽ thấy là trong mao mạch máu thì có oxy và chất dinh dưỡng. Hai chất này sẽ được chuyển qua nước mô và nhờ nước mô cung cấp cho tế bào. Tế bào sau khi sử dụng oxy và chất dinh dưỡng xong sẽ thải ra CO2 và chất thải qua nước mô. Và sau đó chất thải từ nước mô sẽ được vận chuyển qua mao mạch bạch huyết để thải ra ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ tự trả lời cho cô hai cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, các tế bào cơ não của cơ thể người có thể trực tiếp trao đổi với môi trường ngoài được không? Và câu hỏi thứ hai, sự trao đổi chất của tế bào trong cơ thể người với môi trường ngoài phải gián tiếp thông qua yếu tố nào? Câu trả lời đó là các tế bào cơ não là những tế bào nằm sâu bên trong cơ thể cho nên là không thể liên hệ trực tiếp với môi trường ngoài được ha. Vậy thì nó sẽ liên hệ gián tiếp với môi trường ngoài thông qua môi trường bên trong cơ thể. Rồi, bây giờ các em sẽ ghi những cái ý về môi trường trong cơ thể vào tập giúp cô nhé. Chúng ta vừa hoàn thành bài, bây giờ chúng ta sẽ qua các phần củng cố để xem chúng ta nhớ bài hay không. Các em chọn giùm cô những đáp án đúng nhất trong các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, máu gồm thành phần cấu tạo nào? Chúng ta sẽ chọn câu trả lời đúng đó là câu D, gồm các tế bào máu và huyết tương. Câu hỏi thứ hai, môi trường bên trong cơ thể sẽ gồm, câu trả lời đúng đó là câu C, máu, nước mô và bạch huyết. Câu hỏi thứ ba, vai trò của môi trường trong cơ thể là, câu trả lời đúng là câu B, giúp cho tế bào trao đổi chất với bên ngoài. Các em về nhà đọc cho cô một em có biết, học bài và chép bài đầy đủ vào tập, đọc và chuẩn bị trước bài số 14 bạch cầu miễn dịch. Bài học đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo nhé.